các bạn trẻ có thể tiếp cận rất nhiều thông tin khác nhau. Tôi nghĩ là các bạn trẻ cần tận dụng cái cơ hội đó, vừa lắng nghe mình, vừa cân nhắc những thông tin mà mình nhận được để chọn cái con đường đi nó phù hợp nhất đối với mình trong chừng mực mình đã hiểu mình. Nhưng mà nếu mình chưa hiểu thì cũng chấp nhận cho mình có thể sai lầm và làm lại. Chúng ta thấy rằng là ở đây có những kinh nghiệm làm lại rất là thành công như kinh nghiệm của anh Quang. Chúng ta có thể chấp nhận, thừa nhận sai lầm và làm lại. Miễn là cuối cùng mình đang đeo đuổi những giá trị thật chứ không phải là những giá trị ảo, và đeo đuổi giá trị của bản thân mình chứ không phải là của người khác. Thì tôi nghĩ là học nghề hay học chữ, đi tiếp tục học đại học cũng giống như người ta tốt nghiệp đại học xong người ta suy nghĩ là mình đi làm hay là mình lại đi học cao học, thì người ta cũng suy nghĩ vậy. Cho nên là chọn cái gì là trước hết là lắng nghe mình và sàng lọc, cân nhắc những thông tin mà mình nhận được. Bây giờ chúng ta có nhiều thông tin nhưng có khi là thông tin nó quá nhiều thì chúng ta cũng trở thành thụ động, thành nô lệ của nó, vì nó dẫn dắt đi tầm bậy hồi nào không hay. Bởi vì nó khua chiên giống trống, nó quảng cáo thiên hình vạn trạng, thì chúng ta cũng phải tỉnh táo và cân nhắc phân tích các thông tin, chọn lựa cái gì phù hợp nhất, cho mình cái quyền được sai lầm, khi sai lầm thì làm lại.